សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយគឺជាការក្នុងចំណោមការទាំង12នៃភាសាអង់គ្លេសនោះគឺការ simple past tense តែយើងបានដឹងអ្វីខ្លះហើយអំពីការ simple past tense នេះតើការ simple past tense មាន form មានរូបមន្តទម្រង់វាមាន meaning អត្ថន័យមាន usage ការប្រើប្រាស់ហើយនឹង exercise វាយ៉ាងដូចដូចខ្លះសូមរៀនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឥឡូវយើងមើល example មុនសិនទាំងអស់គ្នា example ទី1គេដាក់ថា one number one I went to Nepal last year with my familyនេះហើយគឺជាទម្រង់រូបរាងជាលម្អះនៃការ past simple គេពាក្យ one I went to Nepal ខ្ញុំបានទៅប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Number 2 She kissed me at the party last night នាងបានឃីខ្ញុំនាងបានថើបខ្ញុំនៅឯពិធីជប់លៀងកាលពីយប់មិញNumber 3 The man gave me some money when I met him last weekend. បុរសនោះឬក៏បុរសនឹងបានឲ្យលុយខ្ញុំខ្លះឬក៏បានឲ្យលុយខ្ញុំក្នុងការពីខ្ញុំបានជួបគាត់ដាមុនអញ្ចឹងពាក្យវិញយើងប្រែកាលពីអនបរោះយើងប្រែនៅពេលវាអត់ទៅបរោះ Number 3, number 4. My youngest sister bought my parents an apartment yesterday. You know, yesterday, come under yesterday, we have bought it under yesterday. Apartments must be a flat that way. And again, her parents. And then youngest sister, for poor EST, come that she had her superlative, something is.ចាំ my young sister ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានទិញអាផាតមិនឲ្យឪពុកម្ដាយបានទិញផ្ទះល្វែងឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ Number 5 We did not visit pyramids យើងមិនបានទៅលេងឬក៏យើងមិនបានទៅទស្សនាប្រាសាទពីរ៉ាមីតទេ Number 6 You didn't call me when I was in the bus yesterday night.អ្នកមិនបានតកតមកខ្ញុំពីកាលពីខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងកាលពីយប់មិញនោះទេកាលពីយប់ម្សិលមិញទេអ្នកមិនបានខលមកខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅលើឡានកាលពីយប់ម្សិលមិញទេ Number 6 number 7 They promised to give her a new laptop They promised to give her a new laptopពួកគេបានសន្យាថាឲ្យ laptop ឲ្យ computer យួរដៃថ្មីមួយដល់នាង Number 8 Did you cook dinner yourself yesterday evening? តើអ្នកបានចម្អិនអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ខ្លួនឯងទេកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ Number 9Did she go to the cinema with you last Friday? Did she go to the cinema with you last Friday? តើនាងបានទៅស៊ីនេម៉ារកកុនបានទៅមើលភាពយន្តបានទៅមើលកុនជាមួយអ្នកទេកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ The last one is number 10. Did your friends help you to do the homeworks?Sorry again. Did your friend help you to do the homework? តើមិត្តមិត្តរបស់អ្នកបានជួយអ្នកធ្វើ homework កិច្ចការផ្ទះទេ? Yes, I. Yes, they did. No, they didn't. បាទទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនឧទាហរណ៍ចំនួន10តទៅទៅនឹងការ past simple tense
dương chùm năm của nãy được hình mơ thật ta kì bà ca nâng kì bà vô tôn thì còn mãn văn màu việc go văn gòn kì bà văn vô tôn thì tí she kiss kiss thầm y đi the man gave gave màu việc give bọt bọt màu việc buy visit mình là bác bà đi xa chẳng visit nào là đàn ở thầm y đi thế đôi khi nha call promised thầm đi cục đã đá gỗ đời xa là bạc xâm lúa đấy đã đá là hào tươi khả nìa lời dương mơ tập tỏ được tiết thầy bạc nìa form via dân dân ai tập lập tập bình bằng tích sẵn dân mơ được tiết hỏi mùi mùi nếu dân ai tiên chỉ rụng bụng môn phụ này bán đấy I see the man my young sister we you they ni tiếng on ni dương tiên chi subject ban hai tờ mồm tờ pi ni dương chuop chmua nơ verb tong ti 2 ni verb tong ti 2 a chăng dương ban subject phla verb tong ti 2 phla chơ 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 rư ko phla chơ object phla chơ ai chim sê nha na rồi dương tờ mơ rup mon ma đong form tum rong ba vi form tum rong hostile tum rong srap nhóm đã tới với tổng tỷ pi đấy thì ngọt này á nhóm đã sắp chết thế đời xa cả lấy công miền đã sắp chết cả lấy công miền ốc chết đá ốc chết vùng cho optional chuyên miền chuyên ấn nhóm ăn tới xây thế đời xa vì rừng nhì rừng nhảy ra chẳng dân chăm thế passing part verb 2 passing part verb tổng tỷ pi chọn thế sử dụng đấy passing part verb tổng tỷ pi passing part verb 1 passing part verb 2 rồi verb tổng tỷ pi future simple will pass verb 1 thế cho nam chắc xui chèo rồi giờ bạn hostile to verb 3 verb 2 negative dừng đồ verb 2 này tao chia verb 1 vĩnh còn ta dừng pra did not mình này thái khám mục mình sắp chạy đi khả nè ta dừng ở tư xây khả cho nên mình ọc chạy đi khả nè ta dừng ở tư xây đài nhìn có chạm tao chẳng verb 2 này đồ tao chỉ verb 1 vĩnh dương phải bị phát xác kéo thật helping verb và did not mà chuối đâm bây bằng cách chia tụi vô phát xác và cả present simple cả present simple thì bạn do does plan not rồi sao do does verb 1 và phải dương tụi vô phát simple did chỉ verb tổng tỷ rồi bỏ do does chẳng như bạn did phải không phát bộ nạp được nhưng verb 1 vậy cho nắm tặng ốc nế vì ní cứ trâu đố mô chia vô quan vệnh cho mọi chuyện làm vô thú kịp ra tại khăn là bác sở tại bất nọ toàn mốc question là bác xâm lúa kê vô kê giá sắp chung nguy điên mô xua vì hãy bụng mùi sạp chết sạp chết chẳng có lãnh sạp chết khăn là bác xâm lúa ní khi nhóm tao cho xê bấm cho xê tế của dân ai chuyện làm nè riêng nè tặng ốc nế ai chuyện làm á ai chẳng làm thà bà sân dương ở đại tiếp bằng cách là bà nắng ở trên này cái việc sao ta đã biết bộ vừa qua năm đó thì mình cài để dương tạo đại và tay bằng khả ní thằng một ní hay nên thằng một ní dương đằng dương ở đại của bà đại coi dương chạm tạo bà này và ní dương tạo đại chắc là bà sân núa dương lực điên mà xua bất bắt xung lúc là nóng ca present simple nhưng lực đủ đạt và bắt xung lúc là nóng ca past simple nhưng lực đi một số tầm mùi đi tốt bây chụp cho mùi sắp chích bếp này cả đó nhưng lực đi đi mùi đi đi bụng mùi sắp chích máu rồi hỏi dễ vừa qua là đạt nhé được chứ này mình này thả past simple bên mềm còn tay kịp ra vừa thu tại nóng là bắt xung lúc là mùi quật và bây chụp đọc bản sát nâng xung lúc kịp ra cái đồ ở verb 2 này tao chỉ verb tổng tí mùi vịnh chạm để ọc này phía trên vô trở lắm trở lại cái này mình chẳng rút môn viết tập bằng năng tế vì mình rút môn mà giang tiết đại chỉ rút môn phụ thu bi và tại khi mà toàn bản được lại môn đi viết thế vì đồ mùi này mình toàn dê ôi thả chọc sọc cực tiền ọc tế cho cuộc ca passing call và miền ca sơn la sống khi em đang bàn thay em video tham tiền và lùm ăn chơi này chỗ đó uses
Nhưng chỗ đó dùng dịch cả bảo 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 Number one, four actions have happened and completely finished in the past time. Dương bảo 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 completely finished bảo 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 ប្រើសម្រាប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជាប់សពក្រុមនៅក្នុងអតីតកាលបានកើតឡើងហើយបានជាប់សពក្រុមនៅអតីតកាលអត់តដល់បច្ចុប្បន្នទេវាស្រីគ្នាទៅនឹងការ present perfect tense កើតឡើងក្នុងអតីតកាលដូចគ្នាប៉ុន្តែវាតដល់បច្ចុប្បន្នដល់ពេលការ passing point នេះកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយបានជាប់សពក្រុមក្នុងអតីតកាលអត់តដល់បច្ចុប្បន្នអត់តដល់ពេលដែលយើងនិយាយនឹងទៀតទេណាពីបែបនេះ I went to France last 2 years. ខ្ញុំបានទៅប្រទេសបារាំងកាលពី 2 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅប្រទេសបារាំង ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរតើរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងតាំងពី 2 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំបានមកវិញរួចហើយ Number 2 sorry the second example, my girlfriend celebrated birthday last night. Celebrated. My girlfriend celebrated birthday last night. Girlfriend, mất sợi bọc nhóm, ban for birthday, ban for cook nát cà phê dùm anh. Celebrate, tôi chỉ celebrated. Dựng đầu tư vực tuần thì phí đằng hai subject, my girlfriend subject celebrated verb 2 and it birthday last night ai chỉ object, ai chỉ extend thế này cho má này one more go chẳng ai subject, one verb 2 go một việc go tập lớp môn này quên bất thầy bọc nhóm bán ធ្វើពិធីគប់ណាកម្មពីយុបាញ់ចារនេះកាត់ឡើងតាំងពីយុបាញ់ហើយចប់តាំងពីយុបាញ់មកឡើងអត់មានគប់គំណាតនឹងតរហូតដល់ពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះទេគឺរឿងរ៉ាវមួយដែលបានកាត់ឡើងហើយបានចប់សព្វគ្រប់ក្នុងអតីតកាលរួចទៅហើយគឺយើងប្រើការ past simple ឬក៏ simple past tense ឧទាហរណ៍មួយទៀតគេដាក់ថា the dog beat the cat seriously yesterday morning ឆ្កែនឹង ban khám chma yang đầm năm cà phê trực mà sao mình cái cà phê trực sao mình cái nó khám chma nó khắng chọn ngập chma còn té rồi nó ban cái là tìm sao mình tìm trực mà sao mình rồi hả chập sập cơ bản cuối tiết the man said prayers this morning the son said prayer một việc say prayers so thôi this morning phải thay trực mình this morning bây giờ prae nó khôn cả phá dương prae thá trực mình bây giờ prae bây giờ khôn cả phá chụp bắn present dương prae thá trực này the man said prayer this morning the song ban số thua cả bị trực mình để lo số tiền đấy lo ở đây vì số đã bị trực mình buổi tiếp my close friends and I went shopping. Went shopping, một việc hai go shopping. Đạp xa, đã tới nhiều văn. Mất snap snap bọc nhóm, mất chất snap bọc nhóm đi chán, hai nước nhóm. Bạn đã xa. Cái này, anh bạn bạc thá, bạn đã bên nào đấy, còn tay, xong đang tới lời ra mua để bán. Chọc sọc cổ vui ta. Chỗ đó các bậc bậc tỷ pì các passing phó những trăm một nắng này những pì được ra mua để bán cả lá hay bán bánh chọc loại tài tử cá chẳng sòng tỷ pì này những pì for habits in the past times sầm rạp này những pì habit tụm lọp các pì tài tử cá này chẳng sợ tài chiến loại tài tử cá thằng nào và tại này những pì for habit tụm lọp habits tụm lọp tụm lọc cà phê tây cà bỏ giờ tí họ ok
Ở thế hả? Last semester, I played game a lot, and that is why I failed the exam. Copy cho mình một last semester. Khi ông ban lên game tràn về, khi ông ban lên game tràn. Hai, nó hai, chỉ hết phần. Đại khi ông ban thật lệ nó cả bật lòng. Trên tùm luộc, cả bị cho mình một nữa, cả bị cho mình một mà cho mình nữa. Khi ông lên game là hồn. Lên tràn về là hồn đó. Anh đang chỉ hết phần thôi khi ông thật lệ nó cả bật lòng. Trên vì chỉ tùm luộc. Thì họ thích bí. She always pretended to love him so much, but of course she did not. Didn't. She always pretended to love him so much, but of course she didn't. Niang tai tai, thua put pretend. Tao chỉ pretended. Niang tai tai thua put chia sẻ lành quá khăng này. Còn tai tạm bật tai niang mình bàn sẻ lành. Nhiên thua quân hậu. Tôi quân thua đôi chỉ sẵn lãnh còn này nhé. Đấy tạm phân ảnh sao. Nhưng tùm lọc cả bị lực mòn thì không nên cái luôn này. Thì hôm một tiên. The students usually waste time. Sorry again. The students usually waste time too much with their smartphones. Sa sa nó sa. Chỉ thoa mặt ra chúng này phê về lý kỳ này. Tận ứng smartphone tụ sắp vào của kê. Nâng. Sự sơ sơ phía chỉ tràn tay anh ta. Chúng nói phía tràn kháng này chúng mới tụ sắp vào của kê. Anh ấy quý chí ca xâm đạo tầm lời ra muối. Đã là dê phía xa mà krom na đây kê bàn dê rồi. Kê bàn phố xâm đạo người ta. Đại sao kê bàn đợi nó về mục để student chắc kê xâm đạo tầm lời. Tại sao mà chúng muốn đề nâng mình mê xâm đạo tầm lời. Sắp tụ tao tê. Mà sắp tụ tao vẫn cứ nào ta lên game tràn chăng. Nào ta pra tụ sắp tràn. Hiện tràn pra tụ sắp bật bình dấu. Tràn chứa mình bình dấu. Và pra tụ sắp mình bình dấu tràn. Còn nâng. Thật xa xoay dọn. Còn được bàn riêng sốt kèm tràn. Còn tay mà chôn cao này khá. Chôn cao này khá. Mình tụ sắp tụ nợ. Môi chết mà phần là. Rồi còn môi chết mà phần là. Hãy chia sẻ bài học trong cuộc đời, bài học học bài học. Mình bàn riêng sốt, kết tập bài game, kết tập bài riêng học bài học xem mà chân luôn kia. Dịp xe kì, sơ sơ nét về bản đại dịch cùng. Ở lý dân to đầu tiên, thì hôm một tiết. You sometimes paid for me at school when we were students. Chuyên cá, nè anh ban chùm này ở khu nhóm nào ở xa riêng. Cả bị dương đôi chứ xa. Chẳng ai nghe này tha, tôi nhằm ấy tốt mệt kẻ con ấy. Chùm này ở con cả bị vụ con nó xa. Đầu tiên, you sometimes paid for me at school when we were students. Chuyên cá, nè anh ban chùm này ở khu nhóm nào ở xa riêng. Cả bị dương. Nó chỉ xa xa nó xa. Cho đọc cặp ra bạc mùi tiết tỷ bấy. Thế mà nó đọc tỷ bấy và chọc tỷ bấy nế dựng trọng trăm tỷ môn tỷ phí và đạp đạp sân. Tỷ mùa dựng trọng phát sinh phòng là dây phí ấy thật ổn nế. Dây phí. Thế là mùa để bạn trả lời nó tới thật cao. Hãy bạn mình chọc thật sống nó tới thật cao. Tỷ phí. Dây phí. Phát sắp lịch tùm lọt mà thầy tất cả. Thì bây nít, nít dưới ông tí. For a series of actions happens at the same time in the past. Thì bà viết xùm rắm. Sở ri nây sẽ cầm một việc. Mình nên thân lùm đắp lùm đau. Lùm đắp nây sẽ cầm một việc. Để bạn cần lắng nó quên tay mũi mà thầy tất cả. Mình nên thân. Ai có thể là bắt mối thơ nó ở phía trang thì họ cả vì bật mà xa mình nhóm bàn rồi đậm nằm hai bàn ngụt tích bàn bao khổ ao bàn
hồi nè chẳng vì ai mà không nhầm tất ai đi con nẹn na đi con bật theo nó bắt tôi mối thôi nó ẩm phơi tràn thật ta rút riêng cái dạng đôi mặt đẹp khi mình chết ta đã đặt nhóm ai 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 rồi hồi tới chẳng sao mới được này ở thì hồi cái đặt thả last week I went to the cafeteria ordered a sandwich a cup of hot cappuccino and did my work for hours. Last week, I went to the cafeteria and the cafeteria ordered a sandwich, a cup of hot cappuccino, and did my work for hours. Last week, I went to nhóm bán tới cafeteria hàng cà phê. Order bán cơm măng. Sandwich muối, nom sandwich muối. Ban cơm món, nom sandwich muối. Cà phê cappuccino, cái nào mà kéo. Hai nước ban phê. Càng nghe bọc nhóm, ở chị tràn màu. Ở dạy bê chị tràn màu. Chẳng có thể bán ai, cái nhóm tất ai đế bật tế. Tàu cafeteria phó, tàu hàng cà phê phó. Cơm món sandwich phó. Cầm bằng cà phê cappuccino cái đau mà cay nên thôi hãy bàn thôi kịch càng là tiếng nói ở nhập về chỉ tràn màu thôi đấy nên chia cái hậu thế series of action lùng đạp lùng đau nên cảm thấy ô tê ho mùi tiết we talk to Mr. Brown about our next plans walk to the Norodom Street for lunch bought materials for the office and stayed at the hotel 3 days ago. Yeah, ban bị phía xa khía, chứ mùi nâng lô Brown ông phí, cùng rô cao chìa rồi bọc bụi dưỡng, rồi coi cùng rô bọn toát rồi bọc bụi dưỡng, ban đã tập cánh, lâu nô rô đấm, đâm bên nhà mà hát ngay trón, ban tình material some pere pra pra sâm rap karya lai hai nâng ban sinh án đau ai sinh thái kia tăng ta bị bày thay môn bóng mà lại chẳng nên đây thá tăng ta bị bày thay môn của dưới nước ban dây tờ căn lộng bà rao nông bì cùng rao một toàn bọc của dưới ban của dưới nước đá đá nước ban đá tờ căn phần rô đâm nông bê rô à hạt phê trọng nhằm của dưới nước đá nước ban tình sâm pere sâm rap office karya lai bòi dương hay nâng bán sản án nào anh thay kia ok bà có nâng ai hay bán sản án nào anh thay kia bây thay ngay môn nâng ai